Đêm nay là một đêm rất quan trọng. Đây là một ca khúc chị nghĩ không phải là dễ đối với em. Dường như là em đã tìm cho mình một cái cách hát mà tôi nghĩ là nó cũng phù hợp. Giọng em khi mà cất lên thì dễ có cái cảm tình của người nghe lắm. Chị rất là vui, chị rất là hãnh diện về một thí sinh như em. Em hát rất là hay và anh tin rằng khán giả sẽ không bỏ rơi em đâu. Cái phần biểu diễn của em nó rất tự nhiên, nó sẽ làm cái bài hát nó rất là tự nhiên và nó cuốn hút. Tiết mục này rất là chất. Tiết mục mà tôi nghĩ là tôi thích nhất từ đầu tới giờ. Mình hy vọng rằng tình cảm của mẹ sẽ mang lại nhiều may mắn cho mình trong tuần này. Mình hy vọng rằng cái tình cảm của My đặt vào các khúc đó sẽ là cái điều may mắn cho My có thể đi tiếp vào vòng sau. Đêm nay mình kiên định với dòng nhạc của mình và mình tăng thêm độ khó cho nó. Hôm nay Quyên đã làm được hết những cái mà Quyên chăn trở từ bấy lâu nay. Trâm đã khám phá được rất nhiều các màu sắc trong bản thân Trâm và Trâm vẫn còn muốn tiếp tục khám phá hơn nữa. Mình mong là những ai đã ủng hộ mình trước đây thì bây giờ sẽ luôn ở bên cạnh mình. Quý vị đang quay trở lại với đêm công bố kết quả của Gala 6 Vietnam Idol 2012. Tối thứ 6 tuần trước thì giám đốc âm nhạc Huy Tuấn của chúng ta đã tin tưởng và lựa chọn ca sĩ Hồng Nhung là người hướng dẫn cho các thí sinh. Và ngày hôm nay trên sân khấu của Vietnam Idol chúng ta sẽ chào đón sự xuất hiện của ca sĩ Hồng Nhung. Trong núi con từ bé thơ, oh, Papa,
crystal tears were mine. I can feel your gentle hand on my shoulders. A million memories, they start to wander. Now that I'm older, a little bit wiser, I know there's no greater love than yours. Oh, Papa, do you remember? We only had each other. You were my strength when I had none to find. You were my patience when there was no time. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Ngày hôm nay các bạn có thấy ca sĩ Hồng Nhung rất đẹp đúng không? Xin cảm ơn chị Hồng Nhung đã đến đây hát cùng chúng tôi. Và Huy Khánh muốn hỏi chị một câu rằng tối thứ sáu tuần trước, chị là người đã hướng dẫn cho các thí sinh của chúng tôi biểu diễn trên sân khấu Việt Nam Idol. Và chắc chắn rằng chị cũng đã có xem. Và không biết là chị đã thích phần trình diễn của thí sinh nào và chị có nhắn tin bình chọn cho thí sinh nào không? Bởi vì là người hướng dẫn cho tất cả các em, dạ, cho nên Hồng Nhung biết thể lệ được phép nhắn cho cả 6 người. Dạ, thì Hồng Nhung đã mạn phép là nhắn vote cho tất cả các bạn rồi. Chúc mừng các bạn. Nhưng nếu mà hỏi là mình thích thú phần biểu diễn nào nhất thì xin được nói rằng Hồng Nhung đặc biệt yêu thích hai phần biểu diễn của hai bạn là Bảo Trâm và và Hoàng Quyên. Hai người có điểm giống nhau là khi các em lên sân khấu thì đã thể hiện một bản lĩnh của một người nghệ sĩ rất là cao. Có điều khác nhau nếu như em Hoàng Quyên đã chọn một bài hát có nói về vấn đề xã hội khá là gay góc và cái giai điệu của bài hát đòi hỏi là mình phải có kỹ thuật hát, thì em đã thể hiện là một người có kỹ thuật hát rất là chắc chắn. Em hát nốt thấp ra nốt thấp, nốt cao ra nốt cao rất chính xác và rất là gợi cảm. Yeah. Còn đối với em Bảo Trâm thì em đã làm cho Hồng Nhung rất ngạc nhiên về Hồng Nhung không nghĩ rằng ai đi thi mà lại chọn bài hát Vòng Tròn, bởi vì đây là bài hát điều này chứng tỏ bản lĩnh rất cao của em, bởi vì bài hát đây không phải là bài hát mà dễ hát và dễ nghe ngay lần đầu tiên, vì vậy đi thi chưa chắc là đã là cái gọi là dễ dàng. Yeah. Như em đã chọn sự gai góc này cho mình để thể hiện một cái triết lý sống ở trong đời. Em hát rất rõ lời, nảy từng nốt một. Kỹ thuật này Hồng Nhung cũng phải nể. Và đến cuối cùng, điều quan trọng nhất mà Hồng Nhung nể em ở chỗ là em đã dùng xử lý bài hát theo cách riêng của mình, để cho bài hát nói về triết lý đời sống, có cả cái xấu, cái tốt, cái hay, cái dở, nhưng em đã tổ chức bài hát theo cách riêng của mình, để cuối cùng thông điệp của em đến với mọi người là gì? Biết vẫn có hay, có dở, nhưng tôi nhìn vào đời sống này là nhìn vào cái hay. Xin thay mặt cho tất cả các thí sinh của Việt Nam Idol cảm ơn ca sĩ Hồng Nhung và chúc cho chị luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn chị. Và sau đây, chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất trong mỗi đêm công bố kết quả. Nhưng trước khi đến với kết quả của tổng đài 6358, thì Huy Khánh sẽ công bố kết quả trong chương trình cổ vũ trên website chính thức của chương trình là vietnamidol.vtv.vn.
Và trong tuần qua, những thí sinh nhận được nhiều sự cổ vũ nhất trên website đó là Thảo My, Hoàng Quyên và thí sinh cuối cùng là Hương Giang. Xin chúc mừng ba bạn. Tuy nhiên, kết quả đó chỉ mang tính chất tham khảo, không ảnh hưởng gì đến kết quả của buổi tối ngày hôm nay, kết quả qua tổng đài 6358. Và bây giờ, người đầu tiên mà Huy Khánh muốn mời lên sân khấu đó là thí sinh Thanh Tùng. Xin mời Thanh Tùng bước ra sân khấu. Thanh Tùng, lúc này cảm giác của bạn hình như rất là tự tin, bạn đang cười. Đêm thứ sáu tuần trước, bạn đã hát bài Lời Ru cho con và bạn đã phá tan được mối lo ngại của ca sĩ Mỹ Tâm trước đó. Mỹ Tâm cho rằng cách hát của bạn đã khác trước. Nhạc sĩ Quốc Chung thì khuyên bạn nên tập trung vào những phần trầm để thu hút được nhiều tình cảm. Còn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng bạn đã hát thành công với bài hát này vì bạn đã nói lên được tình cảm với người mẹ của mình. Và kết quả của Thanh Tùng, Thanh Tùng, xin mời bạn bước sang bên kia. Chút xíu nữa chúng ta sẽ đến với kết quả của Thanh Tùng. Tiếp theo, Huy Khánh sẽ mời Gia Suy. Xin mời bạn bước ra sân khấu. Khán giả đã đăng và cổ vũ cho bạn rất nhiều. Và khán giả truyền hình cũng đã cổ vũ cho Gia Suy rất nhiều. Gia Suy, bạn an toàn. Xin chúc mừng Gia Suy. Và Gia Suy hãy cùng đứng đây nghe nhận xét của ban giám khảo. Với chủ đề Không Tình Ca, bạn đã thể hiện bài hát Chào Buổi Sáng và anh Quốc Chung thấy bạn đã hát một cách rất tự nhiên. Đạo diễn Quang Dũng và ca sĩ Mỹ Tâm thì cho rằng bạn rất đáng yêu và dễ thương. Bạn nên phát huy và phát triển Gia Suy Style vì khán giả sẽ thích và nhắn tin cổ vũ cho bạn. Xin chúc mừng Gia Suy và mời bạn trở về vị trí an toàn của mình. Xin chúc mừng bạn một lần nữa. Và tiếp theo, Huy Khánh sẽ mời lên sân khấu Cao Thanh, Thảo My. Đêm gala 6 vừa rồi, bạn đã hát bài Trả Lại Cho Em. Cả hai vị giám khảo, Mỹ Tâm và Quốc Chung đều cho rằng phần đầu bài bạn đã hát rất tốt, xúc động. Đạo diễn Quang Dũng thì bị bất ngờ về phần trình diễn của bạn. Và Thảo My cũng là thí sinh được khán giả cổ vũ nhiều nhất trên website chính thức của Việt Nam Idol. Và kết quả của Thảo My, Thảo My, Huy Khánh xin mời bạn ra đứng cạnh Thanh Tùng và kết quả sẽ được chúng tôi công bố. Thanh Tùng và Thảo My, hai bạn đứng đó và chờ đợi kết quả từ chúng tôi. Và tiếp theo, chúng tôi xin được mời Hoàng Quyên.
sau đêm gala năm, bạn là thí sinh nhận được ít tin nhắn bình chọn nhất. Và đạo diễn Quang Dũng cho rằng chính việc đó đã giúp cho Hoàng Quyên có được một nguồn năng lượng và cảm xúc để hát hay hơn ở đêm gala 6 vừa qua. Bạn cũng đã không làm ca sĩ Mỹ Tâm thất vọng. Riêng nhạc sĩ Quốc Chung thì chia sẻ rằng anh và những người nhạc sĩ khác sẽ nhắn tin cho bạn. Và tuần này, kết quả của Hoàng Quyên có được như mong đợi hay không? Hoàng Quyên, bạn an toàn. Xin chúc mừng Hoàng Quyên. Như vậy là Hoàng Quyên và Gia Suy là hai thí sinh đầu tiên an toàn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả của Hương Giang. Xin mời Hương Giang. Thứ sáu vừa rồi, Hương Giang đã hát bài Taxi. Ca sĩ Mỹ Tâm đã ghi nhận sự tiến bộ của bạn. Nhạc sĩ Quốc Chung cũng đồng ý rằng bạn đã cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên, anh Quốc Chung vẫn cho rằng cách hát của bạn vẫn còn quá đơn giản. Và trong tuần này, Hương Giang là một trong ba thí sinh được cổ vũ nhiều nhất. Và bây giờ sẽ là kết quả của Hương Giang. Hương Giang, xin mời Hương Giang đứng cạnh Thanh Tùng và Thảo My. Kết quả sẽ được chúng tôi công bố sau. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh cuối cùng, đó chính là Bảo Trâm. Xin mời bạn. Thứ sáu tuần trước, Bảo Trâm đã hát bài Vòng Tròn, một dự án mà nhạc sĩ Quốc Chung đã sản xuất cho ca sĩ Hồng Nhung. Và khi bạn hát xong, nhạc sĩ Quốc Chung lại muốn sản xuất dự án này cho bạn. Tiết mục này của bạn khiến anh Quang Dũng cảm nhận được âm nhạc đang chảy trong con người của anh. Ca sĩ Mỹ Tâm thì cho rằng nếu bạn không có mặt trong những vòng tới thì sẽ rất tiếc cho Việt Nam Idol. Và bây giờ Huy Khánh đang thấy có vẻ như Bảo Trâm đang rất lo lắng đón chờ kết quả từ tay của tôi. Để cho bạn bớt lo lắng và căng thẳng, Huy Khánh xin mời ba thí sinh Hương Giang, Thảo My và Thanh Tùng đứng cạnh Bảo Trâm. Xin mời ba bạn. Trong bốn bạn sẽ có một người an toàn và ba người còn lại sẽ trong nhóm nguy hiểm. Và thí sinh an toàn, thí sinh đó sẽ chuẩn bị được về ngồi cạnh Gia Suy và Hoàng Quyên. Thí sinh đó sẽ là ai? Thanh Tùng, Thảo My, Hương Giang và Bảo Trâm. Bảo Trâm, xin mời bạn trở về vị trí an toàn. Xin chúc mừng Bảo Trâm. Như vậy là Thanh Tùng, Thảo My và Hương Giang là ba thí sinh trong nhóm nguy hiểm. Và kết quả dành cho ba thí sinh này
như thế nào chúng tôi sẽ được gửi đến quý vị khán giả sau ít phút nữa.